Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Ice Cream One. Let's go. Ok, let's go. Cái game này thì các bạn phải đi tìm một sợi dây. Đây rồi. Anh chàng này bị ông ta bắt rồi. Let's go. Ta bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Okay, let's go. Bass, hôm nay bass nào. Okay. Let's go. Ông ta đang ra một chỗ cỏ, nhưng mà không biết có cách xa đây không. Ok, mình sẽ lấy cái bình này và đổ đầy ga vào trong. Đổ đầy xong. Let's go.
ok, mình sẽ cho ông ta lất luôn. Còn lại vẫn lấy khẩu súng này. Ok, let's go. Rồi, sau đó thì mình sẽ ra chỗ cái cẩu kia. Rồi, và hạ cái cống này thẳng xuống. Let's go. Wow. Một lần được luôn. Rồi, ok, chui xăng thôi. Và cái nhiệm vụ mà các bạn lần tới tiếp tục đó là tìm một chiếc áo này, xong rồi đủ thứ luôn. Ok. Rồi, chiếc chìa khóa. Let's go. Này hình như là ở chỗ parking. Đúng rồi. Đó là chìa khóa ở tầng 2. Để tìm tấm thẻ. Không biết ông ta đâu. Oh my gosh, wow. Rơi thẻ luôn. Đang ở đây, mình sẽ cho ông ta mất luôn. Ok, let's go. Lại cất vào trong. Rồi, tấm thẻ này rồi. Let's go. Rồi mình sẽ về quán cà phê. Let's go. Thank you.
rồi bắt đầu đổ xăng. Let's go. Ok, lên trên thôi. Đây là chiếc chìa khóa để cứu thoát anh chàng béo kia thoát khỏi ông ta. Rồi mình sẽ đi xe luôn. Let's go. Rồi, cậu bé nó thoát ra ngoài rồi. Nhảy xuống thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ hai. Ice Cream Man. Phần này thì ông ta lại bắt một cô gái. Và các bạn cũng được. Các bạn thì hóa thân là một cậu dây, anh chàng dây. Sau đó thì sẽ giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Cô ta cũng bị ông ta khóa chỗ này. Stop. Let's go. Không có gì ở đây. Không có lấy đâu, chạy đã. Đi sau. Rồi mình sẽ tìm cái thùng rác này, xem ở bên trong có những cái gì không. Phải tìm được một tấm thẻ ở Dung Eon thì mới vào được ngôi nhà Dung Eon kia. Và để các bạn trao đổi. Ok đây rồi. Thank you.
Let's go. Jay, help me out of here, please. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go. Xong ba nhìn thấy mình đây. Sau đó thì mình sẽ đi vào. Yo, ok, let's go. Rồi, lên trên tầng. Mở cái cửa đấy ra. Capus. Ok, rồi, xuống nào. Rồi, mình sẽ chui sau đây. Ở đây là một ngôi nhà mà bị khóa kín từ bên trong. Let's go. Sổ may, còn ta biết luôn mình là cháu này. Chạy thôi. What will the ice cream make? Cái đó thì không nhắng vào người ông ta, vì cái đó rất là lạnh luôn. Đó là một mình cầm nha. Oh my gosh. Làm yếu quá, đâm ra ông ta không được gì. What will the ice cream maker want from me? Okay, mình sẽ bắt chúng mèo này và cho chúng ta về một ngôi nhà. Let's go. Chúng ta nào. Kids keep playing. I'm looking for the chump puppy ones. Don't
super fun. Chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Ok, bọn ta cất chìa khóa để giải cứu cô bé ở trong này. Mình đã lấy rồi. Chuyển thôi. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 3, Ice Cream 3. Let's go. Ok. Phong cây, chi chủ khóa của ngôi nhà. À, mình sẽ tua luôn phần giới thiệu này. Ở đây thì ông ta bắt mất cóc, mất một cậu con trai. Cậu ta định tiêu diệt ông ta nhưng mà không tiêu diệt được. Oh my gosh, ông ta phi rất là nhanh. Shopping center. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump fluffy ones. Going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Let's go. Jumping. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Level 1. Ok, chiếc xe đây hỏng rồi. What? Đây có một cái gì đó. Oh man. Ok. Level 2. Let's go. Thank you.
ta. Và bắt đầu đến một cái gì ở trên cao đây. Chắc là trên mái rồi. Đây, không chèo rồi. Còn bé. Mình sẽ vào trong nhà xem. Không chèo được. Thế đây xem nào. Không được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rồi, mình là một gã thanh niên đang đi xe đạp. Và bây giờ thì mình sẽ đến một cái điểm đỏ đây. Thắng lửa là Closer Light Queen. Ok. Mình biết là người đi chuyển hàng, giao hàng. Let's go. Rồi, ở đây. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice cream, cà phê. Coffee. Coffee, ice cream, shot to chew. Let's go.
可以咯。把终端压来，点击主滑，把终端压，看来都挖了呀，你们三十块那个地方了。继续滑到了，雷到了，这回跟到了，快点，我把它给带着走。雷到，顶得顶得，哇！OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Mấy tay ice cream này có siêu năng lực không ạ? Rồi mình chạy đến điểm kia. Let's go. 69 mét. Thì có một bà chị đang leo mình. Đó, các bạn cứ làm theo hướng dẫn của game thôi. Game cần cái gì thì bạn làm cái đó. Những cái tựa game ice cream, cà phê, coffee này rất đơn giản thôi. So let's go. Tiếp tục. Cái này là các bạn đi nhặt một khẩu súng, sau đó tiêu diệt ba anh chàng này. Ok man. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello, IC Cream. Hello, let's go. Wow, ở đây trời đang mưa. Đột nhập vào trong thôi. Wow, tao phát hiện ra mình đâu, chạy thôi. Yeah, ok. Ok, chạy luôn. Đọc vào đây. Tiếp tục đột nhập tiếp vào trong căn phòng. Let's go. (Gasps)
sĩ đường nào. Lại ở trên lầu rồi. Để trên chiếc xe ice cream này. Candy shop. Ok. Tiếp tục nào. Let's go. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.